chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Đây là một video muốn chia sẻ cho mọi người về cái khi mà anh em đổi cho mọi người cái bộ phát wifi khác ấy. Tức là trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái dịch vụ của bất kỳ các nhà mạng nào anh em nhé, từ Viettel này, VNPT này, FPT này, VTV Cap hoặc SCTV ấy. Khi mà mọi người sử dụng mà có cái camera không dây, mà khi mà mọi người đổi cái modem thì mọi người sẽ phải xử lý như nào, thì đây là một cái video mà tôi sẽ hướng dẫn để mọi người có thể tự khắc phục, mà mọi người không cần phải đổi, phải nhờ bên camera họ đến họ sửa lại cho nhà mình. Đây là một cái thủ thuật nha mọi người nhá. Đây là một cái thủ thuật để có thể đổi cái modem mà mình không phải tác động đến các camera. Đó. Hiện nay thì camera được rất là phổ biến rồi. Và cái modem mạng nó liên kết với cái camera ấy. Thì trong quá trình đổi modem thì mọi người lưu ý có một cái như này thôi. Tức là mọi người phải đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi, đúng cái tên wifi với cái mật khẩu cũ y chang như cái đầu tiên. Nếu mà ví dụ như Việt Nam, ví dụ cái tên wifi là Việt Nam nhá, Việt Nam toàn chữ Hoa, mật khẩu từ 1 đến 8, thì cái modem mới, modem thay lại cho khách hàng ấy cũng phải là Việt Nam, mật khẩu từ 1 đến 8, cũng phải y chang cái ký tự của cái modem đấy. Đó. Còn nếu mà cái modem mà đổi khác đi thì nó sẽ không thể sử dụng được cái camera nữa, và mọi người lại phải nhờ đến bên của camera họ đến họ cài lại cho mọi người. Đó. Thì mọi người lưu ý là khi mà mọi người đổi cái modem ấy thì mọi người nên đặt đúng cái tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi cũ của nhà khách hàng, tránh tình trạng là ví dụ như rất nhiều anh em mới làm đấy, lắp wifi của Viettel này, xong lắp camera của Viettel này, xong khi đổi theo tùy thích để khách hàng bảo như nào lại đổi như vậy, xong lại phải một lần nữa lại đến nhà khách hàng để đổi lại cái tên, reset lại cái camera. Và video này thì tôi cũng sẽ hướng dẫn mọi người về cái cách để reset lại các camera và cài đặt lại cái camera như ban đầu. Đấy. Ở đây là cái camera của Viettel, và tôi hôm trước tôi đi lắp, nhưng mà khách hàng lại tự ý đổi cái mật khẩu wifi cũng như là cái tên wifi, cho nên là cái camera là camera không dây, cho nên là không sử dụng được. Còn nếu mà camera có dây mọi người nhé, thì mọi người thích đổi như nào cũng được. Đây nó chỉ lưu ý là cái camera là camera không dây thôi. Rồi, thôi chúng ta cùng đi nhé, cùng đi đến nhà khách hàng để có thể cài đặt lại cái camera cho khách hàng. Đối với cái dòng camera không dây thì nó có mấy bước để xử lý như sau. Khi mà chúng ta đổi tên wifi với mật khẩu wifi mới nhá, mà cái camera không thể truy cập lại được ấy, thì anh em thực hiện mấy cái bước như sau này cho tôi này. Bước đầu tiên là mọi người sẽ phải bấm cái nút reset ở trên cái camera, nó gần cái mắt của cái camera ấy, là nó có một cái phím reset của camera. Mọi người giữ vào đấy khoảng độ tầm 10 giây. Khi mà nghe một tiếng bíp một cái là wifi, cái camera đấy
là nó đã reset lại. Sau khi mà đã reset xong, bước thứ hai chúng ta sẽ kết nối đến cái wifi mới và bật cái định vị của cái máy, của cái điện thoại của mình lên. Tiếp theo chúng ta sẽ bước thứ ba nữa là chúng ta sẽ vào phần cài đặt của camera. Xong mọi người kéo xuống ở bên dưới và chọn phím V kép lan. Đấy. V kép lan, xong mình kết nối lại với cái camera. Xong bước 4 là chúng ta thiết lập lại cái camera và chúng ta kết thúc là bấm thành công thôi. Còn tí nữa video thì tôi sẽ cho anh em thấy là sẽ thao tác như nào. Đây con đường vào nhà khách hàng nhá. Mấy lần rồi nhưng mà nói chung là bận đấy, không có thời gian mà làm. Thông thường với các đơn vị khác thì họ sẽ đến như này họ sẽ phải mất tiền đấy, nhưng mà ở Viettel thì nằm trong cái mục gọi là bảo hành bảo trì cho khách hàng. Khi mà đến thì mình sẽ hướng dẫn lại là không nên đổi lại mật khẩu wifi cũng như là cái tên wifi. Gần 12 giờ trưa rồi. Vào đây thì cài khoảng độ tầm 10 phút thôi anh em. Nó không lâu đâu. Nó chỉ cài một lúc thôi. Mỗi một cam mình chỉ cài khoảng độ tầm 1 phút. 1 phút là nó thường là nó chỉ có 30 giây là xong. Đây nó đỏ đây này. Đây nó có cái phím reset ở đây. Bấm vào đây. Đấy, tút một cái. Đây là mật khẩu wifi mới này. Mọi người bật định vị lên nhé. Đây, cái cam này. Mọi người kích vào cái hai chấm ở đây. Chọn chi tiết thiết bị. Xong vào cái VKLAN ở đây. Bấm tiếp theo này. Đây xong bấm kết nối đến cái cam wifi của camera đây. Kích đến cái wifi của cái nhà. Nhấn lại cái mật khẩu. Đây nó mất một khoảng độ tầm 30 giây. Thiết bị đang kết nối với đám mây. Rồi. Mọi người chọn cái khu vực là Hồ Chí Minh nhé. Định dạng ngày. Chọn DDMMII. Tiếp theo. Mọi người bấm vào cài đặt để lật cái ảnh nó lên này. Thêm. Xoay hình ảnh.
kích vào đây. Đó. Ok. À, ok. Hai chấm chi tiết thiết bị. Chọn VLAN. Bấm tiếp theo. Kết nối. Chọn cái tên wifi. Mật khẩu. Ok. Ok, ăn hết đây em ơi. Ok thôi. Cá đấm đối lại nữa hay. Bị vào nó thoát ra. Ừ. 172 bộ nào. Hàng bị đây cái máy nói ăn hết rồi. Ôi xóa bớt ha. Ờ. Đọc lại. Đọc lại cho anh xuống. Cái gì vậy? 1704 cuối nè. 0910. 916. 421. 421. 724. Chín một không không bảy hai bốn giờ không chín một khẩu bốn hai một bảy hai bốn ok.
Em cao lên. Ok. Anh tá hết là. À, anh đi đi bếp hỏi đặng. Ê. Nhiều việc bị bật mấy ngày đàn anh. Hả? Một tuần. À. Ok, cho anh biết về đây. Ừ. Ok. Đấy mọi người nhá, mất khoảng độ tầm 5 phút để có thể set up lại cái camera không dây. Nói chung làm thì nó nhanh thôi, nhưng mà cái quãng đường mà mình đến nhà khách hàng ấy, nó mất thời gian nhiều. Cho nên là mọi người lưu ý là khi mà mọi người đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi nhá, là phải để ý là mình đặt đúng cái tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi cũ. Để làm sao để anh em để mình không phải cài đặt lại, mình không phải mất thời gian vì nó. Đó. Đấy là những cái mà mình nên lưu ý khi mà nhà mình sử dụng cái camera không dây. Có rất nhiều những cái cam như kiểu cam Juicy ấy, với cam iMount, cam EZ, cam Dahua đấy. Nói chung là camera không dây thì mọi người nên lưu ý mỗi cái đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi thôi. Đấy, trên đây là toàn bộ cái video mà đưa ra cho anh em là về cái camera không dây, đổi modem wifi và cũng như cái setup lại camera khi mà đã đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi, nó khác với cái tên wifi cái ngày xưa. Đó. Nếu mà mọi người thấy video hữu ích thì mọi người bấm một cái nút like ở bên dưới, cũng như đăng ký giúp em một cái đăng ký ở bên dưới luôn. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Bây giờ 12 giờ rồi, về thôi, hết việc rồi. Hôm nay ngày chủ nhật cũng hết việc rồi. Đấy. Chào mọi người nhá. Hòa bình ơi, tình yêu em như sông biển rộng, tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tạt cạn biển đông. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, 30 tuổi đời nghĩa nặng tình nỗi, 30 năm rồi khổ đau nhiều rồi, 30 năm rồi người về đây xin mày áo cưới, tặng người yêu vui trong lúa mới. Anh đón em đi về, tôi đón em đi về xây dựng lại tình quê. Đối với cái dòng camera không dây thì nó có mấy bước để xử lý như sau. Khi mà chúng ta đổi tên wifi với mật khẩu wifi mới nhá, mà cái camera không thể truy cập lại được ấy, thì anh em thực hiện mấy cái bước như sau này cho tôi này. Bước đầu tiên là mọi người sẽ phải bấm cái nút reset ở trên cái camera. Nó gần cái mắt của cái camera ấy, là nó có một cái phím reset của camera. Mọi người giữ vào đấy khoảng tầm 10 giây. Khi mà nghe một tiếng bíp một cái là wifi, cái camera đấy là nó đã reset lại. Sau khi mà đã reset xong, bước thứ hai chúng ta sẽ kết nối đến cái wifi mới và bật cái định vị của cái máy, của cái điện thoại của mình lên. Tiếp theo chúng ta sẽ bước thứ ba nữa là chúng ta sẽ vào phần cài đặt của camera. Xong mọi người kéo xuống ở bên dưới và chọn phím WLAN. Đấy. WLAN
lan, xong mình kết nối lại với cái camera. Xong bước 4 là chúng ta thiết lập lại cái camera và chúng ta kết thúc là bấm thành công thôi. Còn tí nữa video thì tôi sẽ cho anh em thấy là sẽ thao tác như nào. Đây con đường vào nhà khách hàng anh em. Mấy lần rồi nhưng mà nói chung là bận đấy, không có thời gian mà làm. Thông thường với các đơn vị khác thì họ sẽ đến như này họ sẽ phải mất tiền đấy, nhưng mà ở Viettel thì nằm trong cái mục gọi là bảo hành bảo trì cho khách hàng. Khi mà đến thì mình sẽ hướng dẫn lại là không nên đổi lại mật khẩu wifi cũng như là cái tên wifi. Gần 12 giờ trưa rồi. Vào đây thì cài khoảng độ tầm 10 phút thôi anh em. Nó không lâu đâu. Nó chỉ cài một lúc thôi. Mỗi một cam mình chỉ cài khoảng độ tầm 1 phút. 1 phút là nó thường là nó chỉ có 30 giây là xong. Đây nó đỏ đây này. Đây nó có cái phím reset ở đây. Bấm vào đây. Đấy, tút một cái. Đây là mật khẩu wifi mới này. Mọi người bật định vị lên nhé. Đây, cái cam này. Mọi người kích vào cái hai chấm ở đây. Chọn chi tiết thiết bị. Xong vào cái WLAN ở đây. Bấm tiếp theo này. Đấy, xong bấm kết nối đến cái cam wifi của camera đây. Kích đến cái wifi của cái nhà. Nhấn lại cái mật khẩu. Đây nó mất một khoảng độ tầm 30 giây. Thiết bị đang kết nối với đám mây. Rồi. Mọi người chọn cái khu vực là Hồ Chí Minh nhé. Định dạng ngày. Chọn DDMMII. Tiếp theo. Mọi người bấm vào cài đặt để lật cái ảnh nó lên này. Thêm. Xoay hình ảnh. Kích vào đây. Đó. Ok.
Ok. Hai chấm chi tiết thiết bị. Chọn VKLAN. Bấm tiếp theo. Kết nối. Chọn cái tên wifi, mật khẩu. Ok. Ok, ăn hết đây em ơi. Ok thôi. Cá đấm đối lại nữa hay. Bị vào nó thoát ra. Ừ. 172 bộ nào. Hàng bị đây cái máy nói ăn hết rồi. Ôi xóa bớt ha. Ờ. Đọc lại cho anh xuống. Cái gì vậy? 1704 của anh á. 0910 916 421 421 724. Chín một không không bảy hai bốn giờ không chín một khẩu bốn hai một bảy hai bốn. Ok. Cầm cao lên. Ok anh tá hết là anh ạ. Anh đi về hoài động. Ê. Nhiều việc bị bật mấy ngày đàn anh. Một tuần. Ok, rồi anh sẽ viết đây. Ừ. Ok. Đấy mọi người nhá, mất khoảng độ tầm 5 phút để có thể set up lại cái camera không dây. Nói chung làm thì nó nhanh thôi, nhưng mà cái quãng đường mà mình đến nhà khách hàng ấy, nó mất thời gian nhiều. Cho nên là mọi người lưu ý là khi mà mọi người đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi nhá, là phải để ý là mình đặt đúng cái tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi cũ. Để làm sao để anh em để mình không phải cài đặt lại, mình không phải mất thời gian vì nó. Đấy là những cái mà mình nên lưu ý khi mà nhà mình sử dụng cái camera không dây.
có rất nhiều những cái cam như kiểu cam Juicy ấy, với cam Imao, cam EZ, cam Dahua đấy. Nói chung là camera không dây thì mọi người nên lưu ý mỗi cái đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi thôi. Đấy, trên đây là toàn bộ cái video mà đưa ra cho anh em là về cái camera không dây, đổi modem wifi và cũng như cái setup lại camera khi mà đã đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi, nó khác với cái tên wifi cái ngày xưa. Đó. Nếu mà mọi người thấy video hữu ích thì mọi người bấm một cái nút like ở bên dưới cũng như đăng ký giúp em một cái đăng ký ở bên dưới luôn. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Bây giờ 12 giờ rồi, về thôi, hết việc rồi. Hôm nay ngày chủ nhật cũng hết việc rồi. Đấy, chào mọi người nhá. Hòa bình ơi, tình yêu em như sông biển rộng, tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tạt cạn biển đông. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, 30 tuổi đời nghĩa nặng tình nỗi, 30 năm rồi khổ đau nhiều rồi, 30 năm rồi người về đây xin mày áo cưới, tặng người yêu vui trong lúa mới. Anh đón em đi về, tôi đón em đi về, xây dựng lại tình quê.